Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip và làm một cốc sữa tươi trân châu đường đen siêu to khổng lồ các cháu ạ. Để ăn mừng kênh của bà đã đạt được 1.900.000 lượt đăng ký. Và giờ đây bà lại chân thành cảm ơn các cháu nhá. Và bà chúc các cháu và gia đình luôn mạnh khỏe này, an khang và thịnh vượng này. Và đây là bà sẽ giới thiệu với các cháu nhá, là nguyên liệu của chiếc cốc sữa tươi trân châu đường đen đây. Các cháu nhìn này, bà đã đi chợ về mua 6 thùng sữa đây. Đây là 3 thùng các cháu nhá. Thế còn đây là 3 thùng bà đã đổ ra đây rồi đây này. Đấy, này đây là dòng sữa Duck Lazy đây này các cháu này. Đấy, sữa không đường các cháu ạ. Sữa này rất tốt các cháu ạ. Lúc mà còn trẻ mà bà dùng sữa này thì chắc là bà cũng không thấp 1m1 đâu nhá các cháu nhá. Đấy, sữa này bây giờ mà trẻ em mà dùng là rất tốt đấy các cháu ạ, cho sức khỏe đấy các cháu ạ. Đấy, Duck Lazy này đấy, tốt lắm các cháu ạ. Đấy, thì bây giờ bà sẽ giới thiệu với cháu nhá, là các cháu là cái chiếc cốc khổng lồ của bà đây này, quá là vĩ đại luôn đấy nhá các cháu nhá. Chiếc cốc còn to hơn người bà đấy. Rồi, và bà bây giờ bà sẽ đi ủ làm viên trân châu nhá các cháu nhá. Các cháu ơi, đây này, đường mới lại đường của bà đã để đây nhá. Đường hoa mai như khi bà cô lên nó sẽ thành đường đen nhá các cháu nhá. Thế còn đây là trân châu này các cháu ở đấy. Và bây giờ bà cắt ra nhá. Đấy, các cháu thấy ngon không? Đấy, thơm lắm các cháu ạ. Các cháu ơi, nồi nước của bà đã chuẩn bị sôi rồi. Bây giờ bà sẽ mang trân châu và bà đổ vào bà Linh nhé các cháu nhé. Các cháu ơi, nồi nước của bà đã đun sôi rồi đây các cháu này. Đấy, đấy. Wow. Bây giờ bà sẽ đổ trân châu vào nhé các cháu nhé. Đấy, rồi. Bà đi lấy cái thìa ra nhá các cháu ạ, bà quên cái thìa, bà chưa lấy thìa. Các cháu ơi, bây giờ bà sơ nhá, nhảy là bà quên thìa. Ôi ôi, đấy bà quên thìa các cháu này đấy. Đấy, chết rồi, nhẽ ra phải đổ vào phải sơ ngay đấy các cháu ơi. Đấy, chết thất bại đấy các cháu ạ. Ôi, quên thìa. Bà phải linh được khoảng 10 phút đi các cháu ạ. Sao bà ủ nhá các cháu nhá, bà ngâm đây. Đấy, ui dồi. Ôi ôi, các cháu ơi, đấy, thế là trân châu của bà đã linh được rồi đấy nhá. Bây giờ bà sẽ cho xuống ủ nhá các cháu nhá. Đây, các cháu ơi, bây giờ bà sẽ đặt chảo lên để bà cho đường vào bà cô nhá các cháu nhá. Ôi dồi, đấy. Bà cho tí nước vào nó cháy các cháu ạ. Đấy, đường đây các cháu này, đấy. Đấy, thôi bà cô thì nó sẽ đen các cháu ạ, đấy. Bà chỉ cho ít nước thôi các cháu ạ, còn sau này là bà phải cho sữa nhiều các cháu ạ, thì nó mới thành một cốc nước sữa tươi trân châu đường đen các cháu ạ. Đấy, lúc bây giờ là đường nó tan hết ra các cháu ạ. Đấy, các cháu nhìn thấy ngon không? Rất ngon các cháu ạ. Đấy các cháu ơi, đây đường của bà này này, cô nó đã tan hết đường rồi nhé các cháu này. Đấy, bà cô đường đã tan hết rồi, rất ngon đấy các cháu này. Đấy, đây, đây tan hết rồi cô rồi các cháu ạ. Đây, và bây giờ bà sẽ bắt ra cháu nhá. Bắt ra để sau bà cho đi vào cốc trà sữa tươi, cốc sữa tươi trân châu đường đen các cháu nhá. Nào bảo bây giờ đấy. Ui dồi, đấy, ngon lắm các cháu ạ, rất ngon. Các cháu ơi, bây giờ bà sẽ vớt trân châu ra nhá các cháu nhá. Đấy, ui dồi.
Ui, ngon quá các cháu ơi. Và nhìn như là ấy các cháu ạ, đẹp thế. Vừa đẹp vừa ngon các cháu ơi. Ôi ôi. Đấy. Rất ngon. Các cháu ơi, đấy, thế là bà đã cô xong đường rồi đấy nhá các cháu nhá. Bà Trân Châu, bà đã linh xong rồi, đây là các cháu này, đấy. Các cháu nhìn thấy ngon, rất ngon, đấy. À, bây giờ bà sẽ đổ sang chiếc chảo đường rồi nhá, để bà đào đều lên này, các cháu nhìn bà này, đấy. Ui, ui, không được, không được, dài quá. Thế à, ui, đây, 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 các cháu ơi. Khó làm thế, ui, ui. Đấy, các cháu nhìn thấy chưa? Rất ngon, thơm lắm các cháu ạ. Đấy. Rồi nào các cháu ơi, bây giờ bà sẽ đảo đều lên nhá, mấy đường nhá. Đấy, các cháu nhìn thấy chưa? Ui, thơm thế. Đấy, rất ngon các cháu ạ. Đấy, thấy chưa, các cháu nhìn thấy bà làm đẹp chưa? Đấy, vừa đẹp và vừa ngon này các cháu ơi. Wow, ui, cái thơm thế, trên mùi đường bốc lên thơm quá các cháu ạ. Đấy. Rồi, nó rồi. Cháu ơi, bây giờ đường mới lại trà sữa lại, mới lại viên trân châu rồi, bà sẽ móc vào trước cốc khổng lồ nhá các cháu nhá. Đấy. Ui dồi. Đấy, ui, nó vỡ cốc. À, đấy, các cháu nhìn thấy chưa? Ngon lắm các cháu ạ. Đấy. À, các cháu ơi, bây giờ bà sẽ cắt sữa tươi vào chiếc cốc khổng lồ của bà nhá. Nhưng mà các cháu ơi, nó cái lượng nó nhiều quá, thế nên là bà sẽ nhờ con trai bà vào cắt hộ bà cho đỡ nhá các cháu nhá. Hậu ơi, dạ. Con vào đây cắt mấy mẹ. Con cắt mẹ đổ. Ôi dồi, đấy các cháu nhìn thấy chưa? Con đá cái thau đây cho mẹ, thau phải để còn mẹ đấy. Nhanh là nhanh, 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 nhanh. Wow, đấy các cháu nhìn thấy chưa? Một lát bây giờ nó là thành một chiếc cốc sữa tươi trân châu siêu to khổng lồ các cháu nhá. Đấy, thêm một tí nữa vào đổ. À, các cháu ơi, thế bà lại phải chuyển ra đây, chỗ kia nó lắng quá các cháu ạ. Bà lại phải chuyển ra đây nhá các cháu nhá. Đấy. Các cháu ơi, sữa đắc lay di này, ui ngon lắm các cháu ạ, tuyệt vời luôn, rất tốt cho sức khỏe các cháu ạ. Nhưng mà các cháu ơi, đặc đấy nhá, trẻ nhỏ mà dùng là tốt lắm đấy các cháu ạ. Thế mà bà mà ngoại năm lúc bé mà bà dùng thì bây giờ bà cũng không thấp 1m1 đâu nhá các cháu nhá. Ngon lắm, tuyệt vời luôn các cháu ạ. Ngon thật. Lắm. Cháu ơi,
bà tiếc quá, lúc nhìn lúc nhỏ bà không được dùng nên bà thấp quá. Bà mà được dùng thì bây giờ bà không thấp 1m1 đâu các cháu ạ. À. À, các cháu ơi, bây giờ bà đổ đá này. Ngon quá. Thế các cháu ơi. Đấy. Chiếc cốc thì nó sâu quá nên là những hạt chân trâu của bà nó cứ nằm lên một dưới cốc các cháu ạ. Đấy. Nó không thể di chuyển được đấy nhá các cháu nhé. Tiếp qua những con trâu này cứ làm ở dưới này không di chuyển cho bà đấy. Ủa các cháu nhìn thấy chưa, ngon lắm các cháu ạ. Đấy, quay lại như chú con trâu này cứ làm như một dưới chiếc cốc. Ôi ôi đấy. Đấy. Mai bà phải thửa cái thìa nó dài hơn rồi, cái thìa nó hơi ngắn các cháu ạ. Đó là những viên chân trâu không được sôi động lên nên làm cái chiếc cốc của bà nó cũng bớt đi một tí hấp dẫn nhé các cháu nhé. À, các cháu ơi, thế là cái cốc sữa tươi chân trâu đường đen này bà đã làm thành công rồi nhé các cháu nhé. Thì bà mời các cháu lại tới đây để cùng thưởng thức với bà nhá. À, bà bây giờ bà lại thưởng thức một mình trước đấy, bà là cũng bao giờ tham ăn là bạn phải thưởng thức trước các cháu nhá. Các cháu ơi, bây giờ bà múc bà thưởng thức nhá. Đấy, bà cứ suốt ngày là bà mắc cái bệnh tham ăn là bà phải chén trước đã. Ngon lắm các cháu ạ. Tuyệt vời luôn, vừa mát vừa béo nữa chứ. Đã thế hôm nay lại chứ trời nó nóng các cháu ạ. Ngon quá. Các cháu ơi, thế là bây giờ bà đã uống trước rồi, thế là bây giờ bà lại mời các cháu hôm nay đến nhà bà rất đông nhá. À, các cháu ơi. Dạ. Vào đây uống cùng với bà nhá. Thằng bà làm cốc trà sữa to đấy. To lắm. To đấy bà. Bà làm đi. Bà khổng lồ đấy. Này, mời cô ở tận Bắc Linh trước. Vâng. Nhìn đi cô xin bà nhé. Thật sự là nay mình có dịp lên nhà bà hỏi thăm sức khỏe bà và xem bà làm cốc trà sữa. To quá. Mắt to luôn này. Cho kêu hút rồi. Ôi, đen kia là chân trâu đường đen. Chân trâu đường đen đấy. Chân trâu đường đen. Còn đấy. Sữa tươi chân trâu đường đen đấy các cháu ạ. Đây, cháu xịa. Em gần hút này. Đi từ Bắc Ninh lên Bắc Giang mấy chục cây số rồi lên đây được cốc trà sữa này quá tuyệt vời luôn. Bạn này. Cháu mời bà mời các bạn uống cùng mình nhá. Nó mát quá các bạn ạ. Mát quá. Này, cháu ơi. Mát hẳn quá. Rồi, mùa này uống cái này tỉnh người luôn. Ở đây mấy bà đến tối để thưởng thức cái cốc sữa này. Tỉnh người luôn bạn. Với một cái thời tiết gọi là khá là nóng như này thì một cốc này quá tuyệt vời các bạn ạ. Ngon lắm các bạn ạ. Thôi em cốc cho nó cao lên. Ngon lắm bà ơi. Uống thơm. Bà cho cháu cái cốc nữa đi. Thơm như là sữa bò. Bọn em ngon lắm. Ừ. Cái này em cho cháu xin cốc nữa. Ngon lắm bà. Cái này em cho cháu xin cốc nữa. Ai cho cháu xin cốc nữa ạ? Mát quá. Không ngon nha. Uống từ từ thôi. Ngon quá. Cứ từ từ nữa ấy ạ. Ừ. Thôi bà làm ngon tuyệt luôn.
Bác Tân đang xin cốc nữa. Không, không kịp luôn. Dạ cảm xin ạ. Bà mua mấy cốc này không phải nói ra được. Thế mới vui các cháu ạ. À? Đấy. Bà chưa được uống. Ôi, quá nhà ơi. Gánh nữa vào đây mà gặp không bạn nào được bác. Bà đóng cốc xin nhá. Bà xin cốc nữa. Mời tất cả mọi người nhá. Mọi người nhá. Ngoan lắm các bạn ạ. Đúng là bà Tân cục xì lầu Obelac. Các cháu uống với bà nhá. Ngon quá mẹ. Mời 1 triệu 8 người. Mời tất cả mọi người nhá. Mình mời mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Tuyệt vời quá. Ngon quá. Vãn luôn. Vãn luôn này. Vãn mà hôm nay chứ trời cũng nóng. Vãn luôn. Mệt quá mẹ. Nhưng mà gần 60 lời bánh trưng hôm nay bà mới làm thì cũng ngon vậy. Ngon mà bà. Ngon đấy mẹ. Ngon. Bà ngon luôn. Ngon lắm các cháu ạ. Ủa nay sao có phải ăn cơm mà. Ngon hơn bà cháu nấu luôn bà. Không liên quan nhưng mà cháu xin công nữa. Rồi. Ừ. 6 giờ thì về. Ngon quá. Dòng sữa này là phát triển chiều cao đấy. Đắc lên đi phát triển chiều cao đấy cháu ạ. Cháu cao đây phải cao nữa không? Để uống rồi lại cao quá. Các cháu ơi. Thế là cốc sữa tươi trân châu đường đen của bà đã uống hết rồi, còn một tí này nữa là để hai cô đi cắt lúa cho nhà bà, tí nữa về uống là hết rồi các cháu nhá. Thì các cháu xem clip của bà hôm nay mà thấy hay thì like và chia sẻ video để ủng hộ bà nhá, để bà có thêm một tí sức mạnh nhá các cháu nhá. Thì bà chào các cháu nhá, bye bye các cháu nhá.